không có tiền chị tới giờ, phải có tiền chị đi vô ông cha xin mẹ ông ta chưa cho tháng mấy rồi. Thu Uyên xin được gửi lời chào đến cô chú anh chị đang theo dõi của Food. Hôm nay thì Thu Uyên đang có mặt tại Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Hôm nay Thu Uyên đến thăm một hoàn cảnh của hai vợ chồng. Thì cái người cô này, cô bị về vú và cái người hàng xóm thì thấy hoàn cảnh cô khó khăn. Nghe nói là cô giấu bệnh, không có chịu đi chữa nên là sau khi mà bệnh của cô tái phát nặng hơn thì chồng mới dẫn cô đến bệnh viện khám. Thì bây giờ Thu Uyên đã tới bệnh viện rồi và đang chờ chú xuống đón Thu Uyên. Mọi người cùng Thu Uyên tìm hiểu câu chuyện hôm nay như thế nào nhé và xem thử là Cung Phúc có thể giúp được gì cho cô chú không. Và đây cũng là lần đầu tiên Thu Uyên đến bệnh viện Đa khoa Đồng Nai. Thực sự đây rất là to luôn cô chú. À, Chào dạ hỏi thưa gì cô chú anh chị, thì lúc nãy chú Nam có dẫn Thu Uyên tới phòng của cô. Ở đây là lầu 12 và khoa ung bướu của bệnh viện. Lúc nãy con thấy chú Nam có xách thêm một cái bình đó à? Thì chú xách gì vậy ạ? mua nước nóng Ừ. gì để cho ba uống Dạ. là có. Bây giờ thì chỉ tiền thì không có, thì bây giờ mình chỉ mua nước uống cầm hơi vậy thôi, giờ đâu biết làm sao. Dạ, thôi chắc là Thu Uyên hỏi sơ qua về gia đình mình trước chú ha. Nhưng mà trước mắt là con đang thấy một bên mắt của chú nó không được như người ta, thì mình bị sao vậy chú? Chú bị tật hồi năm 23 tuổi, Là trước khi cưới cô à? cưới bả rồi bị năm trước và năm sau quỵ. Rồi sau đó mình không có chữa trị được hay là Hồi sao chú? đó hồi chào bao cấp mà tiền bạc đâu mà chữa, thì cuối cùng qua ngày nó hư luôn. Dạ. Chú tới lên bệnh viện này được bao nhiêu ngày rồi? Từ bữa thứ tư tới giờ thì 4 5 hôm rồi, 5 hôm rồi. 5 hôm. Rồi công việc của chú sao? Thì công việc thì cũng vẫn bình thường vậy đó, thì cứ khuya thì sáng rồi đi, chiều là lại vô bệnh viện lo cho bả. Chú làm nghề gì ạ? Thì trước thì phụ hồ, rồi thất nghiệp rồi phụ hồ hết thì bắt đầu mới quay qua là bây giờ đi phụ là cưa cây, kiếm được đồng nào thì xây sở đồng đó. Con thấy là chú có mặc cái bộ đồ này thì mình cưa cho công ty hả chú? Hay là tư? Không, cái bộ đồ này là có nghĩa là người ta bán CDA đó, mình mua mình bận mình làm cho nó là đỡ vậy đó. Dạ. Con lúc đầu con nghĩ là chú làm cho công ty hay cái gì đó Không, giống bộ không. đồ công ty. Hồi đó Đấy. thì bây giờ mình đâu có vô công ty lớn tuổi rồi, vô công ty nó đâu có nhận. Dạ. Cái áo 20.000 à. Cái 3 cái 50 Mua được lâu chưa rồi. Thì cũng mua mấy tháng rồi. chú? Con cái mình đâu chú? Mình được mấy người con Nó à? có 3 đứa con gái à, nó có chồng, một đứa thì nó ở đầu này, đứa đầu kia thì nó cũng đến nó thăm gì, thăm viếng gì thôi chứ có tiền có bạc gì. Nó cũng nghèo, nó cũng đi làm từ đồng từ cắt vậy đó. Ở trên Sài Gòn này hết luôn hả chú? Không, có đứa thì nó ở bên quận 12 á, thì nó cũng nghèo, nó ở đó cũng ở trọ. Còn đứa nó ở bên Bình Dương bển á, Vĩnh Tân gì đó. Bình Tân. Là nó ở đó thì nó cũng mướn nhà, mướn trọ nó ở, nó đi làm hộ. Mấy ngày nay chăm sóc á, là có chú chăm, là chắc con nghĩ là chú chăm là chính. Con cái mình có qua không chú? Cũng có chút đỉnh rồi, bữa nay nó về, đặng ngày mai đang tới công việc làm. Cái căn phòng mà Thu Uyên với chú đang đang ở trong này đó là có 3 giường, và theo như Thu Uyên quan sát thấy thì cái cơ sở vật chất kỹ thuật ở đây nó nhìn rất là xịn nha. Mà không biết là bao nhiêu tiền, cũng chưa biết nữa, thì bác sĩ nó đưa ở đó cũng chưa biết là bao nhiêu tiền nữa. Chú theo bảo hiểm hay là mình đi vào đây mình khám luôn à? Đi thì cứ đi vô đây khám thì mình đưa bảo hiểm ra. Là trong bệnh viện này mình vẫn được hưởng bảo hiểm đúng không chú? Đúng rồi, bởi vì ở đó mua bảo hiểm cũng bệnh viện này mà nằm bên khu B Dạ. rồi, mình có vô khu B khám thì khu B nó thấy nặng quá mà nó không có điều trị được, nó mới chuyển qua đây. Dạ. Chuyển qua đây thì cùng cái bệnh án vậy, cùng luôn cả bảo hiểm mình được hưởng, mà không biết được hưởng bao nhiêu, cái đó cũng chưa hiểu. Vì chú Nam á cô chú thì mới vào bệnh viện đã được mấy ngày thôi, cũng chưa chưa phải là điều trị lâu năm. Đúng rồi. Nhiều trường hợp Thu Yên tới là khi mà điều trị lâu năm rồi thì hỏi về bệnh vú á, thì người ta sẽ rõ hơn chú rất là nhiều. Rồi, thôi chú chia sẻ cho con biết thêm về cái hoàn cảnh gia đình mình, rồi công việc của cô ra sao và cô phát bệnh như thế nào ạ?
Thì cái bệnh tiểu đường á, thì nay gần 10 năm. Dạ. Còn cái bệnh này á, thì nay 5 năm rồi. Là lúc đầu tiên á, là phát hiện là nó bằng đầu ngón tay. Dạ. Là khoảng 5 năm nay thì bắt đầu là ngạn to ra, rồi bây giờ nó bể ra mà nó không lành. Bởi vì tiểu đường nó không lành, rồi bây giờ mới cách nay là từng rồi đây thì bắt đầu nó phát nó đau quá chịu không nổi mới đưa vô bệnh viện là bữa thứ tư. Dạ. Đưa vô trong này đang điều trị thì đưa vô đây thì bác sĩ là cũng chích thuốc là với cho thuốc uống gì đó là để nằm đó chứ chưa có xét xét nghiệm rồi mà chưa có kết quả. Rồi cho Sáng con mai này mới lấy kết quả rồi đây. cho con cắt ngang một xí, Ừ. là 5 năm trước cô đã có một khối u trong cái phần ngực rồi, Đúng nhưng rồi. mà sau này nó bể ra. Đúng rồi. Nó bể từ cái lúc mà nó bể đến bây giờ là bao lâu ạ? 2 năm mà. À? Bể 2 năm. 2 năm. Trong cái thời gian đó sao mình không điều trị sớm mà mình Không để có tới khi tiền, này? không có khả năng. Không có tiền rồi gắng chịu. Rồi bây Chú giờ nó quá mức rồi, bây giờ là phải đưa vô. cô có uống thuốc nam không chú? Có. Cô uống Thuốc thuốc gì ạ? nam À? thì là như mình đi mình đặt người ta mua là ba cái như là xạ đen rồi bông đủ đực Dạ. với cây xương khỉ đó, thuốc nam đó. Thường con còn biết có một vị thuốc nam nữa mà rất là nhiều khán giả ở trên kênh cũng biết là Bạc Hà Núi. Bạc Hà Núi thì giờ đang đặt đó mà không tốn tiền. Cái đó là đặt rồi đó mà tới nay nó chưa có báo, là đặt nay 2 ngày rồi. Là điện cái ông đó tên ông Hùng á. Nhưng mà từ lúc cô uống thuốc nam đến nay á, là bao lâu ạ? À? Uống thuốc nam này 2 năm rồi, 2 3 năm rồi, 3 Hai năm rồi. 3 năm duy trì liên tục, nhưng mà chú thấy sức khỏe cô ra sao? Có Thì đỡ hơn cũng không? thì nó một ngày nó cũng đi xuống không chứ không có đi lên. Rồi tôi cộng luôn cả là thuốc tây là thuốc tiêu độc rồi thuốc từ lưa tôi lại bị tôi lại ngấy quầy thuốc lớn đó tôi nói vấn đề cái bệnh trạng á rồi cái là tôi mua thuốc về cho uống thì cứ mần thì cứ bao nhiêu thì cứ đổ vào thôi ba cái thuốc tây. Vậy thì trong cái lúc mà cô bệnh đến giờ thì cái vết thương của cô không lành, có khi nào nó hành sốt, cô nó hành mệt cô không chú? Nó mệt thôi chứ còn sốt thì không có. Rồi công việc của cô thì sao ạ? Công việc cái bả có làm gì đâu mà có công việc, bả cái ở nhà nấu cơm mà cuối cùng không nấu luôn. Không nấu cơm được luôn, nấu cơm không được, giặt quần áo không được, tôi. Là 2 năm nay luôn hả chú? Thì bây giờ bác mà không được thì mình mần chứ sao? Thì có hai chồng già mà. Thì trong khi mình mạnh giỏi thì hai đứa cùng làm, thì bả nấu cơm, giặt đồ, còn tôi thì đi làm kiếm tiền. Bà yếu thì bả mần không được thì mình phải lo vậy thôi. Ban đầu khi mà cô chú biết là mình bị vú rồi, là mình có kiểm tra rồi, ra kết quả rồi, biết giá tiền rồi, không có đi khám đúng không chú? Đúng rồi. Lúc đó người ta báo nó tiền bạc ra sao ạ? Thì ở đó đi lên bệnh viện ung bướu á Dạ. thì có kiểm tra thì tới 1 tuần mới lấy kết quả. Mấy người kia cho biết đó là lên lên ca mổ là đóng trước đó, là 30 triệu. Dạ. Nhưng gì khả năng mình không có. Cách đây bao lâu rồi ạ? Thì hồi lúc mà đây thì cũng cũng hơn 4 năm rồi, hơn 4 năm rồi. Bởi vì hồi lúc cái mục này nó mới phát bệnh đó, thì hồi 5 năm. Dạ. 5 năm trước đây thì là mình gần 1 năm mình mới thấy gì mình mới đưa đi vô ung bướu. Đưa vô ung bướu thì cho biết là đóng là mấy bà kia mà có đóng rồi, người ta có đóng người ta mổ bảo hiểm luôn mà. Dạ. Là người ta nói là vô đó trước mắt phải đóng 30 triệu. Rồi đầu mới mổ rồi mới tính vấn đề xạ trị như thế nào là tính tiếp. Vấn đề lúc đó 30 triệu ở đâu ra mà mổ. Trong mình chưa được 10 triệu. Không được 10 triệu là làm gì có. Con cái cô có Con cả cái anh chị em. không có khả năng chứ phải nó có khả năng thì đã mổ rồi. Cũng đúng, vì lúc đó 30 triệu thôi nhưng mà xoay vẫn không ra mà. Đúng rồi. Rồi à, bây giờ là cô vào viện điều trị thì bác sĩ có nói cho chú cái kinh phí gì chưa? Bây giờ là chưa có nói bị chưa có kết quả mà để cho mấy mấy cái người kia người ta cho biết là trước mắt là nếu mà hiền á thì một lần xạ trị là chỉ có tốn khoảng ngoài 1 triệu, 1 triệu mấy 2 triệu. Dạ. Còn nếu mà dị ác á, thì một lần 10 triệu. Là có bảo hiểm rồi hả chú? Thì có bảo hiểm rồi đó mà đều là cũng chưa biết đây nè. Hồi nãy giờ Thu Uyên ngồi đây và ngồi nói chuyện với chú thì cô cũng có chia sẻ thêm, thì chắc là Thu Uyên tạm tạm thời là sẽ hỏi cô một xí về cái tình trạng cô hiện tại. À, con chào cô ạ. À, cô cho con hỏi là mình tên gì cô? Tên Hoàng. Cô Hoàng. Cô Hoàng năm nay bao nhiêu tuổi ạ? 66 tuổi. 66 tuổi. Mình thấy trong người ra sao rồi cô? Mệt hoài. Mấy hôm nay nó hành sốt cô hay sao? Nhưng cô á. Cô ăn uống được, bây giờ ăn uống được không cô? Ăn chừng nữa chứ cô. Uống sữa được không cô? Uống sữa được.
Sao con thấy cô xúc động vậy? Mình có chuyện gì à? Không có tiền chị tới giờ, mãi có tiền chị đi vô ông cha xin mẹ ông ta chưa cho nó mấy rồi. Con nghe cái cô hàng xóm gần nhà mình nói là À cổ qua cô chưa ơi, xong đó là cô mới tâm sự về cái bệnh của mình, là cô giấu con cái luôn à? nhớ sợ nó lo. Cô bị ở đâu cô cho con xem với. Đau không? Có đau không hay là để con làm cho? Lấy này ra. Không cần lấy đâu cô. Lúc nãy thì mình có xem qua rồi, mình cũng hơi ngại khi mà cho lên trên đây này. Thuyên sẽ cho cô chú anh chị xem cái rìa thôi. Mình sẽ không mở cái này ra nhé. Ồ, cái áo nó ướt, nó ẩm cho mũ hay là sao đây cô? Không, nó chảy nước qua em. Nước là như nước dịch đó. Nước dịch nè, đây nè, này, anh quay bên như lên trên này là nó thấy cái vùng này Đây. nó loét. Nguyên cái phần áo của cô là Thu Nguyên đang thấy là nó bị vàng hết chỗ này, như là nước dịch đồ nó ra. Nó dịch nó ra. Chứ không có mũ gì chứ không có hôi áo Đúng gì rồi. đi ra đến dịch gì đó. Đúng rồi, bởi vì là Thu Nguyên đã từng chia sẻ một hoàn cảnh của một cô. Nếu mà cô chú anh chị theo dõi Vu Phước từ lâu thì cũng không lạ gì cô này nữa. Thì lúc đó Thu Nguyên gặp là nguyên một vùng ngực của cô đã bị bể toát ra ngoài và nó lở loét rất là nhiều, thậm chí là cái căn phòng đó rất là hôi luôn, đi vào là phải mấy lớp khẩu trang đó cô. Nhưng mà con qua đây thì con gặp cô là không thấy mùi gì hết này, nghĩa là Có mồi chứ, không có mồi. ở nhà tôi rửa dữ lắm, tôi mua đầy đủ là Là chú cũng chia sẻ là ở nhà chú cũng vệ sinh cho cô rất là kỹ càng nên là không có mùi. Cô bị bệnh này cô thấy đau từ khi nào? nó 2 năm rồi, nào nó bể ra nó mới đặt, Lúc mình bể ra là khi nào rồi cô? không biết bể rồi cái gì dở lên thấy quên, bây giờ quên nó chứ. Quên này là trí nhớ mình quên là sau bệnh nó hành rồi sao cô? Nó hành nó nhất nó nói bắt vô nó nói bắt đầu mệt. Cô cho con biết là cái bệnh này có mình đã bị rất là lâu rồi, nhưng mà sao từ trước đến giờ mà mình không có cố gắng mình đi chữa à? Rồi không có tiền cô, nghe mấy đứa nó lên mạng nó xấy ra rồi nó làm giùm Làm gì cô? lên mạng gặp cô chú À, là mình cố gắng liên hệ thiện nguyện để mình được giúp đỡ phải không ạ? À? Mọi hồi uống thuốc cô thấy có đỡ hơn không? uống thì đỡ qua ngày đi thôi, thuốc nam rồi lên mạng kêu uống lá lốt với dừa tư uống biết bao nhiêu thuốc gì cũng có uống, thuốc nam bây giờ có cả 100 200 ký uống tới cất 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 con tầm Uống thuốc vậy có khó uống không ạ? miệng nhà có thờ bà đó giấy bà Uống thuốc nam cô thấy có khó uống không cô? khó mà gắng cố gắng uống làm xong. Hàng ngày chú ở nhà chú chăm sóc với cô ra sao? Cô đi làm mới có tiền, không làm nó không có được bạc. Một tháng như vậy mình để dành được bao nhiêu ạ? Có đầy dành đâu có tiền đâu đầy dành. Có nhiêu thì ăn với phòng trọ, ăn tháng triệu rưỡi. Nguyên ngồi đây chia sẻ với cô thì cô Hoàng rất là xúc động với cô chú. Con hỏi cô á, bên phía anh em mình thì đã biết cô bệnh như này chưa? Biết rồi à? Có ai gọi tới hỏi thăm rồi à, ngỏ ý giúp đỡ cho cô thêm không? Không có 7 anh em mà chết hết 4 người, Còn ba người. 4 người 5 chị em gái chết hết người, còn 4 chị em gái mà người Việt như đâu đâu mới lên làm Bây giờ đóng bệnh viện bao nhiêu tiền rồi cô? không biết con nhỏ con nó đóng chặt chịu gửi nhiêu. Rồi sắp tới đây sẽ đóng tiền tiếp theo nữa thì cô đã chuẩn bị gì chưa? Nó có tiền Chưa có luôn à? Tụi con tới thăm cô, tụi con cũng xin giúp cho gia đình mình thêm một cái khoản tiền để sắp tới đóng tiền viện phí thì mình có thêm cái kinh phí. À, cái này thì chắc là Thu Nguyên cũng xin đọc tên các mạnh thường quân mà kênh GoFood đã trích tiền ra gửi cho cô Hoàng ở Đồng Nai. Thứ nhất là có chú Diệp Anh ở Mỹ gửi cho cô 1 triệu. Thứ hai là có anh Nguyễn Văn Trung ở Cần Thơ gửi cho cô 1 triệu. Thứ ba là có nhóm từ thiện Bông Cải Xanh gửi cho cô 500. Và thứ tư là có anh bản tài xế gửi cho cô 200. Tổng số tiền là 2.700.000. À, con đưa cho cô luôn cô ha. Ừ, con gửi cô 1 triệu này. Tay kia đâu hả cô? ta Ừ, 2 triệu. 500 rồi 700 cô nha. Mình tắt đi.
cô có lời nào muốn gửi đến các mạnh thường quân, các khán giả đang xem kênh không ạ? Có mấy chú mấy cô. Dạ. À, nhập ở sống cô ở chết nó mà thuốc quá cũng thuốc quá trời mà quá chết. À, có thể giờ phút này cô Hoàng rất là xúc động, cô rất là nghẹn ngào, nên Thu Quyên xin được nói lại những cái lời mà cái ý của cô muốn nói cho cô chú anh chị ạ. À, là cô rất là sợ chết, từ lúc mới phát bệnh đến giờ là đã rất là lâu rồi, nhưng mà từ cái thời mà cô bị mấy năm trước là gia đình không có đủ điều kiện kinh tế nên cô uống thuốc nam uống mấy năm trời nhưng mà nó không có đỡ. Sau này cái lét ở cái ngực cô nó đã lan hết tới tận phần nách luôn, nó lan rất là lớn, có đau có gì đó thì cô cũng chịu à, bởi vì ở nhà không có tiền để lo, nay thì cũng không thể nào mà chịu đựng nổi nữa thì cô mới nói với chú để chú dẫn cô đến bệnh viện. Mấy hôm nay nằm thì cô lo lắng, cô khóc hoài à, cô lo tiền bà sắp tới rồi đóng ra sao. Từ trước đến giờ thì cũng không có cái mạnh thường quân hay là người ngoài giúp đỡ cho cô được một khoản lớn như vậy đâu. À, cô cũng rất là cảm ơn cô chú anh chị các khán giả của kênh GoFood đã giúp đỡ cho gia đình cô. Ừ, nhận được số tiền này cô vui không? Chú Ráng ăn uống nha cô nha. Mẹ cô là sau này con biết là điều trị rất là lâu nè. Bây giờ mình ăn uống mình có sức đi. Ủa, nhưng mà sao mà chưa điều trị mà đã cạo ra tóc rồi? này cô gái nè, à, cô gái cô hết bệnh, vợ chồng xuống tóc. Là hai vợ chồng cô là xuống tóc luôn. Ừ. Hàng ngày chú chăm sóc cô á, thì chú thấy cô cái biểu hiện tâm trạng ra sao ạ? Thì bây giờ chăm sóc thì vợ chồng già thì bây giờ ráng chăm sóc cho bà chứ cũng không biết còn được còn có được như thế nào, bởi vì mình không có tiền mà bà giờ đâu quá yếu rồi, cũng mong nhờ các cộng đồng mạnh thường quân nếu có giúp đỡ được rất mang ơn. Mấy hôm nay là tâm trạng cô ra sao chú? Cô có xúc động như hôm nay không hay mọi hôm vẫn được? Thì cũng có hai chồng già có lắm lúc thì bà cũng buồn bà cũng khóc, bà thấy không biết rồi vợ chồng già còn sống với nhau được hay không, hồi đó tới giờ mấy chục năm rồi. Một mình chú vừa làm để lo cho cô rồi chi trả cho cuộc sống hàng ngày nữa, có khi nào mà mình áp lực mình buồn không chú? Thì cũng phải gán chứ, giờ cỡ nào cũng phải gán, có lắm lúc là mần gì à, không có thể là đi đứng nổi cũng phải gán là làm, phải gán giặt đồ rồi nấu cơm lo tiếng chuyện nhà rồi đằng khuya đi làm, chứ bây giờ nếu không làm thì đâu có tiền đâu để trang trải. Sắp tới mà cô điều trị thì chú có nhờ được ai chăm sóc không? Hay là mình sẽ tạm nghỉ việc để vào đây chăm cô? Chắc không có chờ, không nghĩ phải làm, phải làm, bây giờ có người phụ giúp được thì giúp, còn nếu giúp không được thì cũng nhờ bà con ở nằm bệnh ở đây gần đây nhờ bà con là phụ như là để mua thức ăn đồ chút đỉnh cho bà, còn tôi thì cứ đi làm rồi chiều tôi về tôi phải vô đâu mà tôi là lo cơm nước đồ giặt giũ cho bà. Hàng ngày khi đi làm thì mấy giờ chú vào được? Thì cỡ 5 giờ chiều, 5 giờ chiều 5 giờ vào ở chiều bây giờ. đây. Chú lại đây luôn hè chú về nhà? Không, ở đây phiêu đi về làm, phải ở Là đây. chú làm ban ngày lẫn ban đêm mà. Thì phiêu đi 5 giờ làm, 5 giờ làm tới 10 giờ rưỡi rồi được nghỉ, rồi 12 giờ làm cho tới 4 giờ nghỉ. Về tắm rửa, cô lo cơm nước đem vô, 5 giờ chắc vô tới, về tới bắt cơm lên, rồi tắm rửa rồi thì cơm chín thì 5 giờ chạy vô. Là cơm là chú nấu hết. Đúng. Ở 2 năm nay khi mà cô bệnh là những cái sinh hoạt trong nhà chú làm hết à? Lo cơm nước rồi lo cho bà giặt đồ đặt cho bà rồi rửa cái vết thương rồi này kia nó, thì mình cứ coi theo bác sĩ người ta làm nó vết thương người ta rửa làm sao này kia nó mình coi tới đó thì mình biết rồi, cứ bây giờ thấy bà vậy thì mình đi mua cái nước muối với cái chai mà để là rửa vết thương đó, thì mình rửa rồi mua thuốc rồi uống kháng sinh. Cô nói sao cô nói lại cho con nghe nhé. Lên cơn đau nó cứng hết trơn rồi, nó cứng hết trơn dạ dày này nè,
Cưng không có thở nào nói chứ. Cưng thở muốn được. Ừ. Lúc đó là có cô chú ở nhà không? Không có chú là cô làm sao? Đi chịu chứ sao giờ. Nằm đó chịu đau à cô? Ăn đêm ngủ có không được. Tụi con hôm nay chia sẻ hoàn cảnh của gia đình mình á, thì cũng mong là có mạnh thường quân giúp đỡ thêm cho gia đình mình cô ha. Cố gắng ở đây rồi ăn uống thêm để điều trị bệnh nha cô. Thôi chắc là cũng đã muộn rồi, giờ này là để cho cô chú nghỉ ngơi. Nãy giờ Thu Nguyên cũng làm phiền các cô chú anh chị xung quanh, lại cũng có bác sĩ đi vào nữa cô chú. Mình xin tạm dừng clip ở đây và hẹn gặp lại cô chú anh chị ở những clip tiếp theo. Thu Nguyên xin chào cả nhà.